Tôi lùi ra. Tôi ra kia. Tôi lùi ra. Lùi ra. Tôi lùi ra. Kê lại đây. Kê ngồi đây. Tôi giỏi. Kê ngồi. Tô ăn. Kê ăn. Tô bạn ấy mỗi lần mà bạn ấy nhặt được khúc xương là bạn ấy phải tha một góc. Nhất là góc nào mà bạn ấy hay nằm ấy, chỗ nào mà có chăn ấm đệm êm ấy, tôi ở bên nằm đấy bạn ấy ăn ngon được ạ. Ăn đi Tô, cái ăn mất bây giờ. Ôi nó ăn kìa. Nãy thì à ơi mãi không chịu ăn. Đẹp chim. Hết rồi. Sao?